Rồi tóm lại cho em hỏi xíu nha, cái quả này nè là quả khổ qua tay hay là quả mướp ngọt? Tại vì chỗ em mua là người ta nói là mướp ngọt. Rồi cái lúc mà em ăn á, em qua em úp lên á thì mọi người nói là quả này là quả khổ qua tay. Còn cái quả này là quả khổ qua da sầm, da xanh đó mọi người. Nó xanh mà cái da nó rất là sầm, ăn nó giòn lắm mọi người. Tất nhiên cái vị nó sẽ đậm đà và đắng hơn. Thì hôm nay em sẽ mời mọi người ăn khổ qua da xanh và khổ qua tay. Chính tan, một cái đắng, một cái ngọt. Mai sẽ ăn cái quả này trước nè. Cồng cành quá. Để Mai bật mí cho mọi người một tí nữa. Giống như bạn nào mà muốn ăn khổ qua cho nó mát á, nó giữ dáng rồi á, nhưng mà sợ đắng á, mọi người cạp cạp mấy cái da sầm này thôi. Cạp 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 đi, cạp bắp nó giòn hơn nữa. Ăn ít á. Nó rất là giòn luôn, ăn như dưa chuột vậy á. Nó ngọt ăn như dưa chuột nhưng mà có vẻ quả này hơi già, nó có hơi sơ một tí. Rất là giòn. Rồi giờ khảo sát ý kiến nha. Mọi người thích ăn khổ qua tay hay là mọi người thích ăn khổ qua da sầm? Nhớ là phải comment xuống đây giúp Mai nha. Và nếu như mà mọi người có cái món gì ngon mà Mai chưa ăn hoặc là mọi người thích Mai ăn á, mọi người nhớ là comment xuống đây nhé. Để Mai kiếm Mai ăn. Bye bye mọi người.